Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Hải Gà và game về có đọc tên bãi cà biểu luôn. Ok, anh em sẽ xem cái tên ở nó ở dưới mô tả nhá. Tên nó hơi dài, mình không biết tiếng Anh. Ok, hôm trước thì anh em đã đang xây dựng một cái trạm vũ trụ ở đây rồi, cái trạm khu vực hành tinh mới, và công việc tiếp theo của mình nó sẽ là sửa chữa một cái khôi phục trạm trung tâm nghiên cứu. Thì như đây nó là cái đây nó là cái trung tâm nghiên cứu. Ok, ta sẽ sửa cái này, nó thiếu một cái lõi năng lượng và chúng ta sẽ đi tìm một cái lõi năng lượng. Cái game này thì mình đánh giá là đồ họa cũng như là cái màu sắc của mình khá khá là đẹp. Nên anh em đã biết, nếu mà anh em xem nhiều rồi thì mình khá là thích những cái tựa game kiểu dạng như là hơi màu mè, hơi màu sắc một chút đấy, kiểu như vậy. Ok, chúng ta sẽ lại đây và sửa cái này nhá. Thiếu ấy ạ. Một cái loại năng lượng để có thể sửa chữa được cái nhà máy. Nhìn chút về tổng quan trang phục này. Đây mình đã chế được khỏi, mình đã có được khẩu súng level 3 rồi. Cái này nó giống súng máy, súng máy cầu biểu luôn. Trong lúc đợi nó chế cái lõi để có thể khôi phục được thì chúng ta sẽ ra và đi làm một vài nhiệm vụ nhá. Xem hôm nay chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ gì nào. Thu thập tài nguyên. Ok, cái này mình sẽ không cần lốc vào, mà nó sẽ giống như kiểu nó giống như dạng như kiểu phật quả. Hiện tại đang là ngày thứ 15 rồi. Đây xem nó đã chế cái này chưa nhá. Không biết là chế chưa. Ok, xem một chút xem nào. Đây rồi, mình có một cái lõi đây rồi. Đi ra đi khôi phục cái trung tâm nghiên cứu thôi. Mỗi ngày khi mà lốc xong, khi mà trục qua một ngày thì nó sẽ đầy cái thành thị lực. Ok, mình đã mở được cái trung tâm nghiên cứu rồi anh em ơi. Cái này có lẽ là cái trung tâm nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta nghiên cứu thêm nhiều cái tính năng cũng như cơ chế phần này chưa được biệt hóa. Phát hiện lưu trữ và mức độ tiêu thụ, chẳng hạn bạn có thể kiểm tra nguồn ở góc bên phải của giao diện. Ok, cái này có nghĩa là cái điện của trung tâm trạm vũ trụ, chắc thông báo cơ sở sẽ hiển thị các vấn đề mà cần phải giải quyết trong cơ sở hiện tại. Có ba cái sự ưu tiên: cao là sự cố nghiêm trọng, trung bình sự cố bình thường, thấp là sự cố nhỏ. Đừng quên kiểm tra tin tức mỗi ngày. Ok, nào, tòa nhà này thế nào rồi? Điện áp không không đủ, trụ sở chính không thể cung cấp điện cho tất cả các tòa nhà. Tôi nên làm gì sau đó? Bạn có thể đến gần đó để có thể thu thập một số sinh khối và gửi nó đến trạm tái chế để đốt nó để có thể chuyển tạo thành điện. Humanity has a long-standing tradition of combusting carbohydrates to satisfy their energy needs. After all, yes, we're not autotrophs. Chúng tôi không phải là sinh vật tự dưỡng. Conversing with you is always a pleasure. Đó là một niềm vui trò chuyện với bạn. Tôi chỉ thích làm việc với những người thông minh như bạn. Me to a contractor of your intellect. Ok,
nó sẽ cần cái năng lượng và nó sẽ cần đi thu thập sinh khối anh em nhá. Đấy. Anh em thấy cái thanh thể lực nó giảm không? 14 sinh khối rồi. Trung tâm tái chế rác ở đây đúng không? Điện đã được khôi phục và cơ sở hoạt động lại bình thường, ok. I assume this daily biomass harvesting will be an ongoing activity. Vì vậy tôi không phải thu thập sinh khối mỗi for ngày. The intermediate time, lỗi nhưng đó là sự yes, khi mọi thứ unfortunately it is. However, tuy nhiên sau khi trung tâm nghiên cứu khoa học được sửa chúng tôi có thể phát triển thêm các nguồn tài nguyên thay thế mới. Developing alternative energy sources. Ok, đây là cái trung tâm nghiên cứu và chúng ta sẽ nghiên cứu gì đây? Sản xuất bảng mạch này. Hạt đã phân tích có thể thu hoạch và bảng mạch có thể được tạo ra trong nhà máy chi biên. Cái này là về sinh viên, nhân viên, về quản lý. Nó sẽ nghiên cứu theo cấp bậc thôi, chứ không nó không kiểu nó không không phân chia nhiều nhánh anh em ạ. Mà mình sẽ phải nghiên cứu từng cái một. Đây mình đang có mỗi bầu trời nó giống kiểu mỗi ngày ấy thì nó sẽ được 150 điểm. Ok, sẽ nghiên cứu cái này trước, sau đó là dòng dưới này thì nó mới phân nhánh. Giữ một chút, ok. Cái này nghiên cứu nó sẽ mất một ngày và khi chung vào một ngày thì nó sẽ nghiên cứu xong. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại nghiên cứu công nghệ chế tạo bo mạch. Ở cái này nó đang ấy rồi, nó đang làm rồi. Đến một trung tâm nghiên cứu khoa học và nghiên cứu năng lượng bền vững. Năng lượng bền vững, năng lượng bền vững là năng lượng nghe ảo. Đây, năng lượng bền vững nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu cái này xong đã. Ok, mình sẽ đi làm một cái nhiệm vụ ở bên ngoài trạm vũ trụ này, sau đó là chúng ta sẽ quay lại để có một cái ngày mới cũng như là nghiên cứu xong nhá. Ok. Bắt đầu luôn, sợ gì? Đi gì anh em ạ? Kiểm tra lõi nguồn. Ok. Đây, cái này thì nó an toàn hơn. Easy. Cầm quả súng máy đi này thì này mới có đi đắp rồi chứ chúng tôi à, bắn cái này đã tay lắm anh em ạ. Khẩu súng con khẩu súng level 3 này nó bắn đã tay lắm. Lúc đầu ấy thì mình phải bắn khổ mẹ level 1 nó khổ vãi cả bìu luôn, nó bắn chậm đấy. Bây giờ thì ngon rồi. Kem dễ sao mà anh em bay màu có mẹ luôn. Lại này. Bay màu. Tôi tự tin thái quá anh em. Ok. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái trạm vũ trụ để tiếp tục công việc nhá. Nó còn đang vào buổi tối rồi. Đây đang có một cái dấu chấm than. Xem qua một chút. Sửa lỗi nhà máy nhân bản này. Này mình sẽ cần một bảng mạch cộng một lõi năng lượng. Lõi năng lượng thì chế ở đây.
chế một cái lõi năng lượng bằng mạch thì chúng ta đang nghiên cứu gì phải. Đợi nó chế hai cái này thôi. Trong lúc đợi nó chế thì chúng ta lại đi lại đi nghiên cứu cái này. Tự nhiên nó sẽ cho nghiên cứu thêm cái năng lượng vĩnh cửu. Nó đang yêu cầu năng lượng vĩnh cửu này. Yêu cầu người thăng cấp lên. Chưa hiểu lắm. Mình đang còn dư khá nhiều điểm nhưng mà mình vẫn chưa cộng, mình để nghiên cứu. Mình để nghiên cứu xem là cái cộng cái điểm nào thì nó sẽ phù hợp nhá. Ok. Chúng ta sẽ đi làm phục thù. Kiểu lúc nãy là mình kiểu tự tin quá, mình phi nhanh ấy thì nó sẽ nó nhiều quái nó dồn lại một lúc ấy, mình khó bắn thôi. Chứ còn không thì đơn giản à. Ok. Cần phải cẩn thận này. Không là anh em phải bỏ nó phét. Chết rồi, chết rồi, anh em để bảo hộ phép. Chết thật. Hồi máu phát. Đâu ra đông hết. Hoàn thành luôn em. Nó đơn giản thế thôi. Lại qua một ngày. Mình chế được cái gói năng lượng về đấy rồi. Ra đây đi mở cái nhà máy này, nhà máy nhân bản này, sửa. Bắt đủ. Ghê đấy. Nhân bản của thằng này à? Are you okay? Tôi không sao, thật tuyệt khi được sinh ra một lần nữa. Tái sinh, cơ thể mới của tôi chưa được hình thành đầy đủ trước khi bạn đến. Bây giờ quá trình nhân bản đã hoàn tất, tôi có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào. Có vẻ như máy in sinh học của nhà máy nhân bản đã ngừng hoạt động trước khi anh ta có thể hoàn thành việc nhân bản. Nghe giống như máy in 3D được thiết kế để tạo ra con người vậy. Không phải để tạo ra con người mà để tạo ra một bản sao một lần nữa. Nên các bạn gần như đã đoán đúng. Bản sao một lần nữa được vật hữu cơ sử dụng để cấy ghép trong kiến thức sinh học. Xin lỗi, hình như tôi chưa biết tên bạn. Không sao đâu, anh bạn. Tên tôi là Mark 23 và tôi là người sao chép của Sinclair Corporation. Hân hạnh được biết bạn. Tôi cũng vậy. Bây giờ cuối cùng, tôi có một người bạn đồng hành. Bạn mới đến đây không lâu, chắc bạn đang bối rối đúng không? Xin lỗi, tôi cũng rõ lắm. Unlike you're a new contractor, right? Go on. What do you mean?
Your contract stipulates, in the likely event of the contractor's disposal, the company will promptly reconstruct the contractor. And what if I opt out? Opt out clause not. Okay. À, hiểu sơ sơ là như vậy nha. Vậy mình sẽ chế tạo mình chế tạo cái thằng này nó chạy đi đâu rồi, mình điều khiển thằng này không nhỉ? Chắc phải điều khiển được chứ. Ok, mình sẽ sang đây xem cái điểm nghiên cứu này nó cho nghiên cứu chưa nhá. Chưa cho nghiên cứu đấy. Yêu cầu người chơi được thăng cấp lên cấp ở đâu? Mở ra chuyện thăng cấp này. À, đây. Nãy giờ là mình đang thực tập thôi. Ok. Giao công việc cho Mark 23. Giao của mẹ gì chứ? À đây. À đâu? À đù. Như vậy giao công việc cho Mark 23 à? Giao được gì trời, nó chạy đi đâu mất rồi. Mình có một cái áo đệm mà đệm ngực à? Chú ba trang phục này. À đây. Thằng này nó đang dùng súng cùi. Ừ, cho nó cái súng này. Mình cũng đổi súng này. Đổi cái súng này súng chính đi. Ui, súng level 4 này. Mẹ này là cái súng hết giờ mình dùng mà. À, bọn này nó không skill. Mình cho mình mặc đi. Ui giời, chất lượng anh em ơi. Bỏ được xem. Chất lượng này. Thằng này nó cũng có điểm kỹ năng à? Ok đấy. À, đủ má. Nãy giờ mình không để ý ra những mấy cái đồ trang phục này. Mình có luôn này. Ngon. Ok, game 2. Giao việc cho Mark 23. Giao việc kiểu gì nhỉ? Trung tâm nghiên cứu cái năng lượng này có nghĩa là nó yêu cầu mình nâng cấp, hình như là mình nâng cấp rồi, kiểu từ sinh viên lên thực tập ấy. Đấy, đúng rồi. Ok, yếu cái này. À, bây giờ thì đi bây giờ đi vậy là thằng Mark 23 đâu rồi, thì lút tiếp này. Không biết là bây giờ mình mà đi đánh nhau thì không biết là cái thằng Mark 23 nó có theo mình không nhỉ? Đang cứ kiểu bé con mẹ. Ừ, mình mở rộng thêm được khu vực này. Ừ, mẹ trời luôn, sợ gì. Thằng Mark 23 nó không đi theo mình, chắc nó chỉ làm ở trong khu vực đó thôi. Lần này phải để ý nhá, tại vì là mẹ quái level 5 ấy thì nó sẽ đông quái hơn đấy, bất công á.
anh em lại nói thằng này đấy, chưa gì đã nhìn thấy quái đây rồi này, nhìn chip map là thấy rồi này. Đi vòng mình này. Không tiến vội nhỉ, tiến vội vì mẹ sợ bọn nó ồ ra một lúc mẹ mình trở tay không kịp. Đây này. Chưa kịp đứng gần lại mình luôn. Đơn giản thế thôi à? Do nhiệm vụ dễ quá hay do mình giỏi quá anh em nhỉ? Easy, easy. Tôi đang phân vân là do cái này là do nhiệm vụ nó giao dễ quá hay là do kỹ năng của tôi tốt quá. Tôi vẫn chưa biết cái cách phân biệt cho cái nào là rõ chưa. Please build one at your earliest convenience. Tôi đã 23, tôi đã hẳn cái thằng kia. Đẹp, cái thằng ba nó bông. Bông mà được, cũng biết là dao nó làm được gì nữa cơ. À, tôi nghĩ là nó sẽ đi loot được tài nguyên đấy. Tôi thử phát xem nào. Quên. Này chứ nhỉ. Á. À. Trời ạ. À, nó đang bị thiếu cái điểm điện, thiếu điện đấy. Cái điện này nó là cái sinh khối đây. Ừ, nó sẽ đi nút được đấy. Xem nào. Nếu được anh em nó biết dẫn chỉ đạo thằng kia kiểu gì nữa cơ. Đây nó cứ đi lông ba lông bông. Đây quản lý nhân sự, đây điều hành cho nó này. Sếp, tôi không có ý xúc phạm, tôi chỉ có thể làm việc hiệu quả nếu tôi có được thức ăn và giấc ngủ ngon. Xây ký túc xá à?
food and shelter. There's plenty of space on the sidewalk. Surrounded by a buffet of biomass. Oh, I guess that's all right. What kind of boss makes their employees sleep outside and eat grass? A cost-effective one. Ui, hợp lý này, hợp lý này. Don't worry, Max. I'll make sure you feel at home. Hoặc cái tòa nhà sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Hiểu rồi. Giống như kiểu các tòa nhà nó đứng cạnh nhau ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng chứ chúng ta làm thay đổi chất của chúng. Là chúng ta tìm lệnh cho khách tham quan mình có qua qua. Ok. There's no place like home if you choose to give your employees one. Cái nhà kho này nó to quá à. Ừ, mà nó to này xây đéo chỗ nào chứ vừa chứ. Đó, mình chắc mình phải mở rộng ra được chứ. Nền tảng, ừ đây này. Chất lượng anh em mày. Đây quả nhà ăn này. Ok. Canteen is online. À, hình như please familiarize yourself nhân with the selection of tasty foodstuffs. We are now able to produce. Remember the Cygnus Enterprises catering motto. We don't serve it until you pay for it. Đi canteen làm bánh trái cây. Ok. Cái thời gian này càng ngày càng hấp dẫn anh em ạ. Tôi nghĩ là nó chỉ có mấy công trình này thôi, nhưng không ngờ không phải đéo phải đâu. Anh em có thể mở rộng ra và xây dựng khá là nhiều công trình. Đó, lại còn trò chuyện nữa. Em đây, bánh trái cây này. Cái này nó cần hoa quả của ngũ cốc. Thanks, boss. Actually, I was just thinking, I might know where the others went. Okay, có lẽ hôm nay sẽ clip sẽ kết thúc ở đây thôi, anh em ơi. Nó còn quá là nhiều điều hấp dẫn ở những cái tựa game này, và chắc là mình sẽ chơi cái game này dài dài. Trước tiên là clip của mình sẽ làm ngắn khoảng tầm 20-30 phút để anh em có thể trải nghiệm thôi. Chứ còn nếu mà xem một clip dài quá thì anh em có lẽ là cũng hơi ngại. Còn nếu tất nhiên là anh em mà thích xem những clip nó dài khoảng tầm tiếng rưỡi mà anh em vẫn ngồi xem thì ok, mình sẽ làm clip dài. Nhưng mà theo cái kiểu mọi người có lẽ không thích dài đâu. Ok nha. Mọi người nhớ like, subscribe, đăng ký kênh và để lại các bình luận góp ý ở phía dưới video này nha. Và nếu anh em nào chơi tựa game này thì hãy chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm mà anh em đã chơi tựa game này để mình có chơi nó hoàn thiện hơn, nó ok hơn. Ok, cảm ơn tất cả anh em.